Hello, xin kính chào quý vị. Thì hôm nay em quay lại như quý vị mỗi thứ năm như thường lệ. Thì cũng như mỗi hôm, quý vị muốn mua bất cứ món nào của trong live show của ngày hôm nay thì xin quý vị gọi về số phone là 714 548 1988. Tuần lễ vừa qua, cái live show quý vị ủng hộ rất là nhiệt tình và em cảm ơn điều đó. Trong tuần lễ này thì vẫn tiếp tục em sẽ lên. Hôm nay có rất là nhiều hàng mới, rất là có nhiều đồ đẹp. Và của cái riêng cái live show này, quý vị nào mua bất cứ trên 500 thì em sẽ có quà tặng cho quý vị. Và cái quà tặng sẽ là, để em lấy cho quý vị xem nha. Quý vị nào mà mua bất cứ hôm nay trên 500 thì em sẽ tặng cho quý vị những cái dây ngọc trai xanh ha. Đó, những cái dây ngọc trai xanh này. Cứ mua trên 500 em sẽ tặng cho quý vị những cái dây ngọc trai xanh. Và cái này là màu xanh nha quý vị. Và nếu quý vị nào mà mua trên 1.000 và em sẽ có vừa quà tặng và vừa free shipping cho quý vị luôn. Thì cái đó là sẽ cái đặc biệt của trong cái video của ngày hôm nay, là buổi livestream của ngày hôm nay. Là hôm nay là ngày tháng 7, ngày 7. Và cũng như thường lệ thì cứ mỗi cái livestream của em cũng chỉ để khoảng chừng một tuần mà thôi. Vì đôi lúc có những cái món hàng trong cái tuần lễ đó sẽ sale, thì quý vị tranh thủ mà mua trong cái buổi video đó, hoặc là có những cái món quà tặng thì em chỉ áp dụng trong cái dịp đó thôi. Và sau đó thì một là giá sẽ quay lại như bình thường, hai là sẽ là không có quà tặng. Cứ tùy theo những cái live show nó sẽ có những cái đặc biệt khác nhau. Em sẽ cố gắng tạo những cái mới mới mẻ và update những cái kiến thức về những gì em biết trong cẩm thạch hay trong bất cứ gì trong ngành nghề kim hoàn và hoặc là đá quý cho quý vị xem. Bây giờ mời quý vị vào xem cái món đầu tiên của ngày hôm nay. Hôm nay em có rất là nhiều vòng ngọc trai. Chắc hôm nay em sẽ không có like nhiều về kim cương được, vì em cũng chưa em nói chung là em soạn hôm nay rất là nhiều ngọc trai là cái thứ nhất, và cũng rất là nhiều cẩm thạch. Nên quý vị nào mà thích những cái món đá quý, ngọc quý thì quý vị xem cái buổi livestream của ngày hôm nay rất là đúng. Nhưng mà hôm nay á, cũng như cái livestream lần trước em có giới thiệu cho quý vị là một cái sợi dây này, thì có nhiều quý vị vừa qua hỏi em về chi tiết thêm về cái sợi dây này. Đó, quý vị có thấy ở trên đây em có một cái sợi dây chuyền này á, là một cái sợi dây chuyền 4 ly, mỗi viên ở trên đây đều là 4 ly nha quý vị. Mà em góp ý quý vị là chẳng hạn như em nói chung á, là em đeo còn rất là dài, còn dài tới đây đó. Nhưng mà em á, thì có lúc á, em thích em cầm mấy cái dây này thì em khuyên quý vị nên đeo ngắn. Thì nếu quý vị nào mà đeo ngắn được á thì quý vị có thể cắt ra dư ra làm một cái đôi bông tai toàn ten dài ha. Đó. Và nếu như mà quý vị thấy á, đây là một cái sợi dây chuyền full kim cương, có tới 98 viên kim cương 4 ly nha quý vị, từ 3 ly 97 cho tới 4 ly, là một cái sợi dây chuyền rất là xuất sắc luôn quý vị. Và cái sợi dây chuyền này á, là vàng á, là vàng 18 total carat weight của cái sợi dây chuyền này á. Ở trên đây tổng cộng có tới 25 carat total weight của kim cương nha quý vị. Đó là cái này là những cái viên trên đây đều là VS Clarity, là nước ép VS Clarity. Và trên đây đều là 3 ly 97 cho tới 4 ly. Em nói 3 ly 97 là tại vì á, có đôi lúc em không, trên cuộc đời này không có gì phải là 100%, nên em cũng không có muốn là một giống như là trừ cái phần trăm nhỏ nhỏ đó. Lỡ giống như là quý vị có dùng những con giống như cây thước mà mình dùng điện tử, hoặc là cây thước mà mình nhìn số có nó xơ xích nhau, rất có thể là chấm không chấm đó, thì em dùng em không có muốn gì những cái đó mà có những cái trục trặc giữa hai bên. Và trên đây á, là một cái sợi chuyền gồm có vàng là vàng 18, 25 carat total kim cương và 98 viên tổng cộng quý vị. Em mà trên đây á, quý vị biết không, tiền vàng của cái sợi dây chuyền này á, là tới 1.500 đồng, mà cái sợi dây chuyền này em bán cho quý vị chỉ có là
ba nè, tính cho quý vị nha. Một viên như vậy chạy ra, một tính cho quý vị, em bán cho quý vị xì chuyền này là 30.900, là một viên 4 ly như thế này, em chỉ tính cho quý vị chỉ có là 300 đồng một viên mà thôi. Nhưng mà cái xì chuyền này rất là chắc nha quý vị, rất là cứng cáp, rất là chắc luôn. Đó. Mà đeo rất là sang quý vị. Cái này á, xì chuyền này dài tới 18 inch á, hơn á. Dài lắm. Thì vừa qua, tại vì á, em trong cái buổi livestream vừa qua vừa rồi á, thì em live những cái đồ nhỏ nhỏ rồi em quay cái này khúc cuối, nên nhiều quý vị coi, những quý vị nào mà thích những cái đồ lớn thì coi cái buổi livestream nó sẽ giống như coi những cái đầu thì sẽ chán và sẽ không có xem tiếp, nên không có thấy được những cái món đặc biệt này của cuối show của tuần trước. Thì em like lại cho quý vị cái sợi dây chuyền này ha. Rồi kế đến là em có một cái sợi, một cái hôm nay em có hai cái đồng hồ nha quý vị, hai cái đồng hồ vàng. Vàng đây là vàng 18 mà quý vị biết không, cái đồng hồ vàng này á phải nói là có bao nhiêu là quý vị ủng hộ bao nhiêu. Rồi, đầu tiên em có một cái đồng hồ vàng này. Hãng đưa được cho em nhiều cái đồng hồ vàng. Cái đồng hồ vàng này á, là một cái đồng hồ Rolex bằng full vàng nhớ vị, vàng 10 là vàng 18. Ở giữa là một cái Mother Pearl ánh tím. Lần trước á, là em có một cái đồng hồ y chang như vậy, nhưng mà condition của cái đồng hồ đó là 75%. Nhưng mà cái đồng hồ này á, thì condition của cái đồng hồ này chỉ được có 65% thôi. Vì á, cái band á, nó hơi nhuyễn một tí xíu. Đó, thì tổng thể vẫn là all original Rolex 100% em guarantee quý vị. Và ở trên, ở trong, ở ngoài là kim cương vàng 18. Cái này á, là tiền vàng là chủ yếu nha quý vị. Và em tính cho quý vị cái chiếc đồng hồ, giống như quý vị cũng đã biết á, đồng hồ Rolex á, là không phải mình nhìn chỉ tổng thể là cái đồng hồ này rồi cái đồng hồ kia. Sau lần trước đưa một cái đồng hồ giá nó vậy và hôm nay nó lại giá khác. Quý vị ơi, cái đồng hồ Rolex á, nó khác nhau ở một cái chỗ, tại những cái này là pre-owned thì nó khác nhau ở cái chỗ condition nha quý vị. Nên á, cái giá thành nó lại khác nhau, nó trên là tùy theo cái condition. Và cái đồng hồ này em sẽ để cho quý vị với giá là 7.450. Nha quý vị. Đó, full vàng 18. Để em lấy cái cân em đo cho. Hôm nay em có nhiều những cái mặt hàng đặc biệt lắm quý vị. Quý vị thấy trên đó đó là những cái gọi là những cái xuất sắc luôn quý vị. Em sẽ cố gắng like hết hôm nay, nếu như không kịp thì em sẽ like hẹn lại quý vị trong một hai buổi tiếp. Quay lại với cái đồng hồ Rolex hồi nãy thì cái đồng hồ đó tới 66.5 gram vàng nữa quý vị. Thì bây giờ quý vị cứ nhắm mắt những cái đồng hồ vàng này quý vị á, mua cái thứ nhất là được cái brand name ha. Cái thứ hai là nó là full vàng 18. Nên quý vị mua những cái đồng hồ này, Rolex này là quý vị biết cái giá trị ha. Đó. Cái này 65% nha quý vị. Condition. Và quý vị mua đồng hồ ở tiệm em thì em cũng đã nói em có một năm warranty.
Và những cái đồng hồ đây là em guarantee vì original zin 100%, vì những cái đồng hồ của em đem ra là đều những cái đồng hồ là có số máy, có tất cả. Và rồi cái kế tiếp là em có một cái đồng hồ Rolex. Quý vị thấy không, rất là nhìn rất là giống nhau, nên trên màn hình đó quý vị nhìn rất là giống nhau. Thì ở đây em có một cái đồng hồ Rolex full vàng 18, diamond in và out ở trong, giữa trong ra ngoài. Và ở chính giữa cũng là một cái mother pearl, nhưng mà cái màu mother pearl này là thiên về màu xanh biển, nước biển nhạt nha quý vị. Vàng là vàng 18. Cái chiếc đồng hồ này còn condition rất là mới. Cái chiếc đồng hồ này condition lên tới 78%. 78% nha quý vị. Đó. Và cái này sẽ đem đến cho quý vị với giá là 8.000. Cái này nếu quý vị mà muốn tính vàng thì cũng là 64 gram vàng hơn đó quý vị. Đó. 8.000 cái chiếc đồng hồ này. Quý vị cũng đã thấy đó, cái condition của cái này vòng rất 78% lận. Có date nha quý vị, cái đồng hồ này có date, ở trong có kim cương, ở ngoài có kim cương, đó, everything original hết. Thường á, cái Rolex em cũng muốn giải thích sơ là những cái Rolex này á, cái condition nó quan trọng là ở một cái là nó không phải là do cái máy, tại vì cái máy thì nó chỉ nằm bên trong của cái vỏ thôi. Condition ở đây á, là mình judge nó theo cái thứ nhất là cái band nè, cái thứ hai là mình judge theo những cái wear and tear ở trên cái đồng hồ đó. Rồi bây giờ em sẽ vô ngọc trai nha quý vị. Thì á, ở đây em có những cái dây ngọc trai. Quý vị cứ mua trên 500, hôm nay là em sẽ tặng cái dây ngọc trai xanh hồi nãy nha. Quý vị nhớ điều đó, chỉ riêng cho cái livestream này và không cộng lại những cái livestream khác, chỉ áp dụng riêng cho cái buổi livestream của ngày hôm nay. Rồi, em có những cái dây ngọc trai. Cái dây ngọc trai này á, là hạt từ 7 ly, 6-7 ly nha quý vị. Nhưng mà những cái dây ngọc trai này em có nè, màu hồng nè, rồi màu xám, rồi màu trắng, màu cam, màu trắng, rồi màu xám. Cái này em có màu vàng nữa, cho mấy chú vị xem cái màu vàng. Màu trắng, màu hồng. Cái màu vàng với cái màu tím thì em chưa có, nhân viên chưa có sâu xong. Về những cái dây này quý vị biết không, không những mà cái dây này đang là một cái trending của bên Hàn Quốc, có nghĩa là con trai nha, em nói luôn cả con trai bên Hàn Quốc cũng đeo dây ngọc trai như thế này, và đang là một cái trending rất là hot. Quý vị nào mà không tin, quý vị cứ đưa những cái dây này cho con quý vị mà thích mà K-pop hay thích là có về trending á, quý vị sẽ biết. Và những cái hạt này thông thường là nhỏ thôi chứ nó không có to, vì đeo model nên đâm ra đeo sát cổ, đeo rất là to nhỏ. Và một cặp như vậy em sẽ bán cho quý vị với giá là 100 đồng.
Đó, 100 đồng 2 giây. 100 đồng 2 giây. Quý vị có thể chọn bất cứ màu trên đây. 100 đồng 2 giây. Quý vị lưu ý là cái này là từ 6 ly, khoảng chừng 6 ly thôi nha quý vị. Đó, em sẽ ướm thử một cái cho quý vị xem nha. Ly. Cái này hôm bữa em lên em bán chạy quá trời luôn. Vì cái này á, là cứ người lớn tuổi cũng thích và người nhỏ tuổi cũng thích đeo sát như vậy nè quý vị, đeo rất là sang. Cứ mỗi người một màu mà rất là sang. Nhưng mà em mới vừa về hàng lại á, em mà có nhiều cái còn chưa sâu xong nữa. Em mới vừa làm được có khoảng chừng ở đây khoảng chừng một chục giây là làm rồi, còn nhiều là chưa có làm. Quý vị tranh thủ. Quý vị thích cái màu nào quý vị cứ chụp màn hình lại nha. Đó, rồi cho quý vị xem một lần nữa. Đó, có tất cả các màu nha quý vị. À, một điều nữa là quý vị biết có nhiều khi á, là cái múi giờ của quý vị và Kali khác nhau. Chẳng hạn như em á, là em làm múi giờ của Kali thì có đôi lúc quý vị gọi sớm, giống như chẳng hạn như 8 giờ bên quý vị thì mới chỉ có 5 giờ sáng, có nhiều tiểu bang 8 giờ bên quý vị đi trước bên Kali 3 tiếng thì có thể vì lý do đó mà em gọi giờ đó là bên em chỉ có mới 5 giờ sáng thôi thì em không có bắt máy. Nếu như quý vị mà chỉ có cái giờ đó quý vị rảnh và trước khi quý vị đi làm á thì quý vị cứ chụp màn hình lại và gửi số giờ số phone là 7145481988. Em rất là em sẽ bắt đầu check tin nhắn và nhân viên cũng vậy, check tin nhắn là từ dưới lên trên nên đâm ra quý vị không có sợ là mình gọi trước nhưng mà cuối cùng mình là người mua sau. Em cứ check từ dưới lên trên. Và những cái này á thì quý vị cũng đã coi trên livestream, thực chất mấy cái này á thì nếu như mà em có thời gian em sẽ quay lại, nhưng mà mấy cái này thì mình coi trên livestream là thực tế vì nhưng mà mấy cái dòng thì em phải quay từng cái. Quý vị mua những cái viên ngọc trai này thì quý vị giúp em là cứ chụp cái thẻ và chụp luôn cả cái và nhắn luôn cả cái giá tiền quý vị muốn và luôn cả cái màu quý vị muốn thì sẽ chọn cho quý vị và làm cái receipt gửi liền cho quý vị thôi. Ở đây em có thêm là những cái viên ngọc trai này là những cái viên ngọc trai màu chocolate. Những cái viên ngọc trai màu chocolate nha quý vị. Đó, những cái dây ngọc trai màu chocolate là cái màu của màu Hershey, là quý vị hay có biết ăn cái những cái mà sô cô la đó quý vị. Đó, những cái màu đó. Thì những cái dây này á, là hộp lớn hơn. Những cái dây này là hộp 8 ly nha quý vị. Và 2 dây là 180 đồng 2 dây. Em sẽ ướm thử lên cho quý vị. Cái này em có hộp 8 ly và hộp gần 9 ly. Cái hộp này sẽ là to hơn. Đó, hộp này to hơn nha. So với cái hộp hồi nãy chỉ có 6 ly, hộp này là 8 ly. Nhiều quý vị cổ nhỏ, cổ lớn, có nhiều quý vị thích đeo nhỏ, có nhiều quý vị thích đeo to. Rồi lát em sẽ có cái hộp to hơn nữa. Nhưng mà cái màu này thì cũng trông rất là lạ đúng không quý vị? Đó. Rồi kế tiếp em có những cái dây màu
như là màu trắng, màu cam, cũng hộp cỡ chừng 8. Hộp này là hộp 9 ly cho tới 10 ly. 9 ly cho tới 10 ly. Đó. 9 ly cho tới 10 ly nha quý vị. Cái này quý vị nhìn nhiều như vậy á, nhưng mà trong đây á, chỉ khoảng chừng 10, có chừng 10 giây thôi à. Vì em sau em chụm lại hai giây thành một á. Đó, trong đây khoảng 10 giây. Đó, là đang có màu nè, màu trắng, màu hồng phấn. Em lấy ra hai cái. Cũng bằng giá như cái hồi nãy luôn nha quý vị, 2 giây là 180. Ở đây em có màu trắng nè. Rồi màu hồng nè, màu hồng cam đó quý vị. Rồi ở đây là màu sô cô la nè. 2 giây là 180. Quý vị muốn thắc mắc á, là cái này cái ngọc trai có thiệt hay không, thì ở đây em chỉ cho quý vị xem một cách coi là ngọc trai, kiểm chứng là ngọc trai có thiệt hay không hay là nhựa. Thì quý vị hai cái viên ngọc trai như thế này đúng không, thì mình cầm hai viên trong một dây mình á, thì mình dùng hai viên ngọc trai mình cà vào nhau. Viên ngọc trai sẽ có cái bụi phớt ra, thì mình lấy cái tay mình quẹt đi. Nếu như mà cái màu vẫn còn y nguyên và cái bột á mình quất đi, mình chùi á, thì nó bay đi cái lớp đó thì là ngọc trai thiệt nha quý vị. Còn nếu như mình chùi mà nó bay đi cái lớp sơn ở trên đó, là cái đó là nhựa nó làm ra, nó đổ ra. Đó là cách quý vị có thể biết nhận biết được là ngọc trai thiệt, ngọc trai thiên nhiên hay không. Rồi kế đến là em có hai cái dây này. Được rồi, để nó đem show cho. Rồi hai cái dây dài nữa ha quý vị ha. Cái này là dạng dây dài nè, đó. Hai cái dây dài. Hai cái dây này là hai cái dây dài, một dây nè ha. Rồi kiểu cái bông hoa. Và một dây nữa là cái kiểu có cái chữ ở trên đây ha quý vị. Cái này mình có thể mình cái này đeo ngược, mình đeo như thế này. Đó, hai cái dây này á, hai cái dây này hộp dài và hộp to, 322 dây nha quý vị. Dài lắm, cái này dài lắm. Đeo với áo, tất cả các áo rất là sang. Đó, hộp dài và hộp to nha. Đó, hai dây. Cái hộp này tới 10 ly quá vậy, một viên á. Để yên đấy, còn anh. Rồi, còn tới tiếp em vẫn có hai cái dây dài. Hai cái dây dài này, nhưng mà hộp ở trên đây thì hộp lại nhỏ hơn cái hồi nãy. Cái này hai dây rời qua nhau nha quý vị. Đó, hai dây rời nhau chứ không có chung, thì giờ em show cho quý vị nha. Một dây, cái này á là hai dây 240, hộp này nhỏ hơn, hộp này chỉ có 8 ly thôi, 8 ly hơn tí xíu. Rồi cái dây kế tiếp cũng là hai cái kiểu ha. Đó, cái này quý vị có thể đeo như vậy, và hoặc là quý vị đeo ngắn hơn thì
mình làm lại, mình phải làm lại ha, mình đeo thành ngắn hơn đó, đeo ngắn hoặc đeo dài đó, mình bỏ vô cổ mình thì mình đeo tùy. 2 dây là 320, 240. Rồi em có cái dây này rất là to. Cái dây này mình có thể tháo ra đằng sau có cái móc nha. Nhưng mà cái này cái kiểu hoa. Cái này hộp to nha quý vị. Thì như gắn cái móc ngược. Đó. Cái dây này thì em bán cho quý vị với giá là 300. Cái dây này 300. Rồi, kế tiếp là em có một cái cọng dây. Cái này 2 viên lớn nha quý vị. 2 cái viên lớn, hộp này là sắp xỉ 12 ly đó. Thì cái này 2 dây. Em sẽ bán cho quý vị với giá là 260. Cái này hộp 12 ly lần nha quý vị. Hộp 12 ly. Cái này mình mà đeo lên với lại trên cái cổ mình, nếu quý vị nào mà cổ to hay là cổ muốn che đi những cái mà khuyết điểm của mình ngay cổ á, thì mình rửa cái hộp to một tí xíu. Kế đến là em có cái sợi dây này, là sợi dây 3 vòng. Sợi dây này 3 vòng em sẽ bán cho quý vị với giá là 150 đồng. Đó. Cái này là cái màu cam nha quý vị, màu cam dễ thương lắm. Rồi kế tiếp là cái màu này, cái này là màu ombre. Em không, cái màu này cái màu ombre nha quý vị, là từ màu trắng rồi xám rồi màu tím nhẹ cũng 150 đồng. Mấy cái hộp này á, là từ 8 ly, khoảng 8 ly thôi, một hộp chỉ có 8 ly thôi. Rồi, kế tiếp em có cái này cũng bằng giá nhau luôn. Cái này sẽ là 150 đồng. Thank you.
Này là màu trắng nha quý vị. Cũng 8 ly luôn. Trên màn hình đôi lúc quý vị nhìn cái này những khi nhìn nó sai sắp xỉ nhau, nhưng mà do lúc mà mình quay á, nhiều cái cũng do cái màn hình mình quay là zoom vô zoom ra đó quý vị. Nhưng quý vị chứ nghe theo cái size mà em nói nha. Mỗi viên như vậy. Cái này cũng như nhau luôn. 100, cái này hộp nhỏ hơn, cái này hộp khoảng chừng 7 ly thôi quý vị. Cũng 150 đồng. Quan trọng chủ yếu là cái tiền công mình làm á. Rồi kế tiếp là em sẽ có những cái dây. Multicolor. Hộp này là sắp xỉ là cái này multicolor hộp lớn nha quý vị, 10 cái này cũng phải là 11 12 ly á, hộp lớn 11 ly hơn. Cái dây này em sẽ bán cho quý vị với giá là 120 đồng một dây. Một dây ha. Rồi kế tiếp là em có những cái dây, cái này cái màu này màu xanh này đẹp lắm quý vị. Cái này là cái màu màu tím, tím tím kiểu màu tím á, ánh tím ngọc trai màu ánh tím nha, nhìn rất là đẹp luôn. Cái này á là 300 đồng hai dây, 300 hai dây. Em sẽ có màu trắng và màu tím. Đây em cho quý vị coi cái màu trắng và màu tím. Đó. Đây là màu trắng nha. Cái này là 12 ly nha quý vị, 12 ly hơn một viên. 12 ly trở lên. Đó. Màu trắng và màu tím. Tím xanh đẹp lắm quý vị. 300 đồng 2 dây. Rồi kế tiếp là em cũng có cái màu này. Cái màu này là cái màu pink. Màu pink mà cái viên ngọc trai này rất là đẹp luôn. Cái màu pink này á, là cái màu pink không phải là màu pink bình thường. Cái màu pink này như cái màu pink sưởi vậy quý vị. Đó. Đó, mà cái viên này thì nó rất là óng ánh, rất là đẹp nha. Thì cái này sẽ bán cho quý vị với giá là 260 đồng 2 dây. Mà cái màu này một pin đẹp lắm quý vị. Ở ngoài màu rất là tươi, rất là đẹp luôn. Thank you.
Rồi kế tiếp là bắt đầu gì? Livestream về những cái vòng nha quý vị. Những cái vòng cẩm thạch. Rồi, đầu tiên á là em có những cái vòng cẩm thạch. Quý vị nào mà mệnh mộc với mệnh thủy thì nên suy nghĩ về những cái vòng cẩm thạch mực dục, còn gọi là mặt cẩm thạch huyền đen nha quý vị. Những cái vòng này là những cái vòng mực dục, có nghĩa là phu kính màu đen. Nhưng mà cái vòng này á, đặc biệt một cái là trên đây á, là có khắc chạm những cái diamond cut ở trên cái vòng này, nó làm tạo ra cái vòng đó những cái ánh sáng. Nhưng mà thật chất nguyên cả phu cái vòng này đều là màu đen nha quý vị. Và đây là mực dục, đẹp lắm. Một cái chiếc vòng này em sẽ bán cho quý vị với giá là 450 đồng, cẩm thạch huyền đen, còn gọi là mực dục. Những cái cẩm thạch này á, là em đều có giấy giám định là cẩm thạch nha quý vị. Chứ hiện tại bây giờ có một cái loại đá gọi là đá núi lửa, thì cái đá đó đó quý vị, nó y chang như là cái đá cẩm thạch này của mình vậy đó. Mình nhìn nó cũng như là một cái mặt huyền đen, nhưng mà thật chất nó không phải. Cái này em có giấy giám định đàng hoàng, nhưng mà cái này phu kính luôn cái màu đen. Nếu quý vị nào như em nói là mệnh thủy và mệnh mộc, đó em có ni tay nè. Nếu mà cái vòng khách này thì em có ni tay 57, 56, 55, 56, 56, 57. Nếu quý vị nào mà cần size nhỏ hơn em cũng có luôn. Nói chung là quý vị cứ nhắn vào cái số size nha, chụp màn hình lại là quý vị thích cái vòng diamond cut huyền đen ha. Đó, mà nó ánh đẹp không? Rất là đẹp luôn. Nếu quý vị nào mà đang kiếm một cái vòng thông thủy nha quý vị. Rồi, nếu quý vị nào không thích cái vòng chạm, thích đơn giản một cái vòng thôi, không thích chạm, chỉ thích đơn giản, cái vòng nãy là em đeo cho quý vị xem. Đó, rất là sang luôn. Nếu quý vị chỉ thích đơn giản một màu không chạm không gì hết, tại vì nhiều quý vị muốn đeo một cặp với nhau á, thì quý vị đây em có một cái vòng không chạm thì 350 nha quý vị. Trơn, vòng trơn bản tròn 350. Đó, cái này á, là tròn 350. Em có tất cả các ni size. Quý vị cứ cần nhắn cái ni số ni tay của quý vị, và em mỗi cái vòng em có cái tờ giấy giám định là cẩm thạch thiên nhiên. Đó, huyền đen, một cái vòng phong thủy nha quý vị. À, vòng phong thủy là sao? Là một cái vòng, một cái màu đó, có nghĩa là trên người quý vị phải, nếu quý vị đã tin về phong thủy rồi thì nên đeo những cái màu để tương sinh. Tương sinh đây á, là những cái màu mà để giống như nó hỗ trợ thêm cái mệnh của mình. Đó, 350 một chiếc. Rồi, em có cái chột này, chột to hơn nè quý vị. Cái này chột cho hơn. Thì cái chột này, cái chột to hơn là sao quý vị? Nhìn cái bản mỏng và cái bản dày. Thì đó, là có nghĩa là gấp đôi một cái bản mỏng nè ở đây ha. Còn cái này là bản dày, nó gấp đôi luôn một cái chiếc nhỏ. Đa phần á, là cái chiếc dày như thế này, tay nam đeo. Hoặc là tay nào mà thích, quý vị nào thích to, thích mà kiểu mà mạnh mẽ, cái sự mạnh mẽ thì cái chọn cho mình một cái bản to nha. Thì cái bản to này em giá là 500 mà huyền đen luôn nha quý vị. Đó, đẹp chưa, phu kính đen luôn.
Quý vị nhớ nhắn cho em cái số ni tây nha. Đó quý vị, em có 3 lựa chọn cho một cái vòng 3. Thì vào đầu tiên là em có cái vòng, em nhắc lại nha, cái vòng diamond cut này á, là có giá là 450. Rồi cái vòng này khỏi ghi, cái vòng này á, là có giá 450 nha quý vị. Đó, nhắn số ni cho em. Rồi cái vòng không chạm này á, là có giá là 350. Bản nhỏ 350. Bản dày là 500. Đó, kính luôn. Rồi quý vị nào mà mệnh hỏa, mệnh hỏa nè, mệnh thổ nè, nếu quý vị nào mà kiếm cho mình những cái vòng thạch anh tóc tiên bản màu tóc đỏ nha quý vị, là cho quý vị nào mà đang kiếm cho mình mệnh hỏa nè, mệnh thổ nè, đó là hai cái mệnh hợp, rất là hợp với màu đỏ. Mà cái bản tóc nè, rất là đẹp luôn quý vị. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này là thạch anh tóc tiên nha quý vị. Vừa trong vừa đẹp, hoa văn. Đó, cái hoa của cái bản tóc rất là dày dặn, rất là đẹp. Đó. Em nói trước là trong những cái hoa tóc tiên này á, là quý vị thấy á, những cái đen đen này là những cái đen tóc nha, không phải là của sớ nha quý vị. Sớ là cái nào mình cầm mình chạm vô là dắt tay nha, cái này không có sớ. Như cái bản tóc đủ ni tay luôn, và cái này sẽ bán cho quý vị với giá là 400 đồng một chiếc. Đó, 400 đồng một chiếc. Đủ ni tay. Và quý vị biết không, thạch anh tóc á, em nói sơ về thạch anh cho quý vị nghe, là nếu như quý vị mà biết á, hoặc là quý vị đã có kêu thầy phong thủy về nhà để làm cho những, tại vì có nhiều cái cơ sở và có nhiều cái ngôi nhà mình cần thầy phong thủy đến để cho có những cái góc nhà hay những cái nơi của cái tiệm mình cần có trưng một món gì đó để cho giúp cho cái phong thủy trong nhà mình, thì quý vị cũng sẽ thấy là đa phần 95% thầy phong thủy mà đến nhà quý vị là lúc nào cũng nói quý vị phải trưng là tóc thạch anh. Thạch anh vì sao? Vì thạch anh có năng lượng rất là lớn, và cái đó mới là cẩm thạch. Nếu như mà giữa cẩm thạch và thạch anh thì người ta sẽ dùng thạch anh để trấn những cái phong thủy, vì trong những cái mà năng lượng của những cái vòng, những cái đá thạch anh á, năng lượng rất là cao. Nếu như mà thực chất á, quý vị biết không, nếu như mà quý vị mà có một cái nhà quý vị trưng toàn là đá thạch anh hoặc là trưng toàn là đá cẩm thạch á, quý vị vô đó bảo đảm cái signal quý vị sẽ giảm xuống, vì đó cái năng lượng từ đá đó. Cái này thạch anh tóc đỏ nha quý vị. Rồi em có thạch anh tóc vàng, thạch anh nhưng mà tóc vàng nha quý vị. Thạch anh tóc vàng thì em đang có cũng là 400 một chiếc. Em có nơi ni tay 53 và ni tay 52. 53 và 52 rồi 54. Có ni tay lớn hơn nữa, quý vị cứ nhắn em ha. 400 một chiếc. Thì nếu mà mệnh màu vàng thì quý vị nào mà mệnh kim nè, rồi mệnh thổ nha, kim và thổ rất hợp cho thạch anh tóc vàng. Và những cái bản tóc này là những cái bản kính tóc nha quý vị, kính tóc hết, bản đẹp, bản trong,
đẹp. Rồi nếu như quý vị nào mình hỏa thì em có thêm một cái option cho quý vị là thạch anh tóc hồng. Thạch anh tóc hồng, cái màu rose có cái màu hồng này rất là xinh, rất là xinh luôn đó, một thanh tóc hồng nha. Mà cái bản tóc hồng này á, lấy lộn, thạch anh hồng chứ không phải thạch anh tóc hồng, để nói lộn, thạch anh hồng này á là một cái bản thạch anh hồng trong đẹp. Cái chiếc này là 350 đồng một chiếc, 350 đồng màu hồng nha quý vị. Ở trên live thì quý vị không thấy được cái màu hồng vì nó quá trong rồi, nó quá, mấy cái màu hồng ở ngoài này nó xuất sắc, quý vị nhìn quý vị thấy màu hồng liền. 350 đồng. Em có đi tay 53 và 52. Quý vị nào mà mệnh mộc và mệnh thủy thì quý vị có thể xem về một cái đá nữa là gọi là aquamarine. Mà quý vị biết không, cái vòng aquamarine này á, quý vị nếu mà quý vị biết cái giá trị của aquamarine rồi đúng không, thì quý vị cái này là một cái phòng bản aquamarine mà trong đẹp. Cái ni tay này là 52 đó, nhưng mà chỉ hợp cái này đó là ni tay 52. Nếu quý vị nào mệnh mộc thì mệnh mộc nè, rồi xong mệnh thủy thì mình có thể cân nhắc với một cái vòng aquamarine này nha. Cái vòng aquamarine này em sẽ để cho quý vị với giá là 600. Cái này mà nó có ánh mắt mèo vô nữa đó quý vị, giống như mỗi hôm cho quý vị coi cái chuỗi mà mắt mèo, cái aquamarine mà cứ lên ánh mắt mèo á, cái giá trị lên gấp đôi có. Và vì đó là aquamarine mà là những cái aquamarine thiên nhiên, như quý vị có giấy giám định đàng hoàng, aquamarine thiên nhiên. Và cái aquamarine này em chỉ có một cái duy nhất mà thôi, ni tay của ai 52 83 thì nên cân nhắc với cái vòng này. Ni tay 52 83 thì có thể là 52 đeo được hoặc 53 cũng đeo được nha. Rồi kế tiếp là em có những cái này. Cái này nha quý vị, cái này là để cho hút những cái mà trừ tà nha quý vị, trừ tà rồi hút những cái mà phong độc của mình trong người ra rất là tốt. Mà cái này đặc biệt cái nữa là quý vị thấy không, quý vị là huyết hồng nha, cái dạng huyết hồng quý nên quý vị nhìn á, cái vòng quý vị thấy nó lên hồng. Cái này phải quay ở ngoài rồi, em không có cái đèn pin kia cho quý vị xem. Cái này là huyết hồng nha quý vị đó. Nói chung là sẽ quay cho quý vị xem cái này là những cái vòng huyết hồng. Thì giá những cái vòng này từ 340 đồng trở lên. Và em có luôn size nam và size nam, size nữ, bản dày, bản nhỏ luôn nha quý vị. Chẳng hạn như thế này nè, của size nam nè, đó 60 mấy 70 mấy, quý vị cần size nào em cũng có và giá cứ tăng lên nha đó. Nhưng mà quý vị có thấy cái phân mà huyết đúng không, rất là đầy. Rồi em có đủ ni tay hết, đủ hết từ vòng nhỏ cho tới vòng lớn nha. Rồi tới đến là em sẽ cho quý vị xem những cái vòng chạm.
Đây là cái một cái bộ vòng, rồi bắt đầu từ ở ngoài vô ha. Rồi đầu tiên là em có những cái vòng này là chạm hoa, nhưng mà chạm kiểu dạng tuy đi chạm nổi nha quý vị. Đó, chạm hoa mà chạm nổi. Cái vòng này ni tay chỉ có là 50.30 thôi, nhưng mà rất là xinh. Quý vị nào mà chỉ thích mùa hoa tí xíu, rồi có đây có con chuồn chuồn nữa nè quý vị. Ở đây nè có con chuồn chuồn nè, đó, chạm hoa chạm chuồn chuồn mà chạm kiểu dạng chạm nổi nha, rất là xinh luôn. Mà cái chột này rất là dày dặn, chắc đá. Cái vòng này sẽ để cho quý vị với giá là 800. Cái màu này á, là một cái màu lam thiên, màu lam thiên không mà có phết lục nha quý vị. Đó, rất là đẹp luôn. Lam lục, cái màu này rất là sang. Có nhiều quý vị có gọi những cái màu này là màu lý ngò nữa đó. Em cứ zoom vô hết cỡ đi. Rồi, đó. Chột dày dặn rất là dễ thương, đi tay 50.30. Rồi kế tiếp em có cái vòng này là một cái vòng chạm. Một cái vòng chạm hỷ tước và hoa mẫu đơn. Hỷ tước và hoa mẫu đơn. Đó, con chim hỷ tước nè quý vị. Đó, con chim hỷ tước đây nè. Hỷ tước và hoa mẫu đơn. Con chim hỷ tước là một con chim hay báo tin vui cho mình nha. Nhà nào mà có thấy con chim hỷ tước là biết là sẽ cấp có tin vui rồi đó. Quý vị nào mà đang trông chờ hay là đang mong muốn có những cái tin vui vào nhà chẳng hạn đó, thì quý vị cân nhắc những cái vòng này nha. Chạm ở trên đó là những cái hoa hỷ tước. À, em nói lộn, chim hỷ tước. Con chim, một con chim hỷ tước ở đây. Đó, rất là xinh luôn nha quý vị. Mà cái này là màu lam thủy nha. Đó. Vòng cẩm thạch đá A lam thủy. Cái chiếc này sẽ bán cho quý vị với giá là 1.000 đồng. Ni tay 57. Ni tay 57 nha quý vị. Đó, con chim hỷ tước nè. Xinh lắm, chim hỷ tước là một loài chim. Cứ quý vị nào mà cứ gặp chim loài chim hỷ tước là bảo đảm quý vị sẽ có tin vui. Đó. Ở ngoài đẹp hơn, ở ngoài cái màu xanh lam thủy đẹp lắm quý vị ơi, rất là xuất sắc luôn á. Đi tay 57. Em có một cái vòng này, quý vị thấy xanh không? Cái vòng này rất rất là xanh, rất là đẹp luôn quý vị. Một cái vòng này quý vị, chạm ở trên đây là hoa văn hồi, cầu chúc cho mình là những cái điều may mắn, những cái điều bình an của mình đó quý vị. Mà chạm trên đây nè, trời ơi, những cái đồng tiền rồi hoa văn hồi là đó, rất là đẹp luôn. Mà cái vòng này anh xóa giá giùm em nha. Cái vòng này á là quý vị thấy á, quý vị nhìn như vậy á, nhưng mà cái vòng này á là giá trị mỗi ngày mỗi tăng nha. Cái thứ nhất em giải thích cho quý vị, cái này là đá A, 100% đá A, màu là màu xanh, màu xanh két nha quý vị, màu xanh két, chạm hoa văn hồi. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa, màu xanh này mà cái vòng rất là ướt át, rất là bóng nè, rất là bóng mịn luôn đó, rất là bóng mịn. Mà chột rất là dày dặn nha quý vị, không phải mỏng nha, chột này rất là dày dặn luôn, ít nhất là phải 10. Và quý vị cũng đã biết á, hoa văn hồi á, là giúp cho mình á, là những cái điều bình an là may mắn đến cho mình. Đó là quý vị cứ tin em đi, cái vòng này á, quý vị cứ bảo đảm quý vị lên trên thị trường, hoặc là quý vị nào mà biết về chơi về đá quý á, quý vị biết những cái loại, những cái màu sơn thủy như thế này mà màu xanh két
tươi đẹp như thế này, giá trị chỉ có tăng lên chứ không bao giờ bước xuống. Tăng lên bảo đảm 100% luôn. Cái này đá A nha, em có giám định đá A và em guarantee quý vị luôn, đi GA vẫn ra đá A luôn. Mà ra một cái vòng như thế này mà quý vị kiếm được đụng vô mà mướt mát như thế này á, rất là hiếm luôn quý vị, rất là hiếm luôn. Đa phần mấy cái vòng này á, nó sẽ bị, nó không có ướt át nhiều, nó khô nhiều hơn. Nó khô đây thôi á, là một cái vòng cũng là 4.000 đồng một chiếc rồi đó. Còn cái vòng này là một cái vòng ướt át luôn nha quý vị. Cái chiếc này sẽ để cho quý vị với giá, nếu quý vị nào mà biết về đá, quý vị chỉ cần quý vị chỉ cần nhìn thôi, quý vị biết cái giá trị của cái vòng này liền. Em sẽ để cho quý vị với giá là 5.200 đồng. Em có cái lõi vòng của cái này luôn đó. Nếu quý vị nào mà đang suy nghĩ đến muốn luôn cả cái lõi vòng thì nhắn em. Nếu quý vị mà sau này 5 năm sau quý vị kiếm được cái vòng ướt át như thế này mà cái giá như thế này, quý vị quay lại kiếm em luôn á. Không có. Mà xanh nè, một màu xanh tươi nè. Đó, xanh rất rất là tươi, mịn. Ni tay là 58 nha quý vị. Mà quý vị nào mà biết á, thì quý vị biết á, cái vòng này á, cứ á, là những ai mà đeo những cái vòng như thế này á, đa phần á, là cũng đeo to hơn cái ni tay của mình từ 1 tới 2 size hết á. Riêng cái nét chạm này, riêng cái chất đá này, ai cũng đeo hơn tay mình từ 1 đến 2 size. Màu xanh tươi ha, rất là tươi luôn. Cái này là không có một vết nào chê được trên cái này hết. Để em lấy cho quý vị xem một cái vòng. Cái này em có một cái chiếc vòng giống như vậy luôn, nhưng mà cái này ni tay là ni tay 55. 55 nha quý vị, cái chiếc này là ni tay 55. Cũng chạm hoa văn hồi mà màu xanh rất là đẹp luôn. Cái chiếc này là 4.000. Chiếc nhỏ nó mắc hơn cái chiếc to, quý vị cũng phải biết á. Cái thứ nhất là cái chiếc nhỏ này á, cái màu xanh của nó, cái chiếc nhỏ đâu quý vị, cái màu xanh nó chưa có được xanh như cái chiếc lớn. Cái thứ hai nữa, cái màu chiếc nhỏ này á là cái nhỏ hơn, chột nhỏ hơn và ni tay nhỏ hơn. Cái này ni tay to, to như vậy mà được xanh đều như thế này thì tất nhiên giá trị nó phải gấp đôi quý vị ha. Quý vị cân nhắc nhiều những cái này ha. Rồi, em có một cái vòng này là một cái vòng huyết. Ở trên đây á, là chạm hỷ tước hoa mẫu đơn, hỷ tước hoa mai và hoa đó. Cặp hỷ tước là rất là xinh nè. Cặp hỷ tước đang quấn vào nhau nè quý vị. Đó, con chim hỷ tước đó.
cái vòng ni tay 57 và bản là rất là dày dặn màu huyết nha quý vị, màu huyết. Ni tay 57-80. Đó, ni tay 57-80. Cái chiếc này sẽ đem đến cho quý vị với giá là 1.500 đồng. Ni tay 57-80 nha. Rồi kế tiếp là em có một cái vòng, cái này là chạm cá nha quý vị, chạm cá và hoa. Cá thì tượng trưng cho tài lộc, tiền tài nha. Cái này là con cá, là con cá đem đến tiền tài cho mình. Đây là con chạm con cá trên đây đó, chạm cá đây nè, đây là con cá ha. Rồi cái này là chạm những cái hoa. Cũng mà màu lý ngon nha quý vị. Đó. Cái chiếc này sẽ để cho quý vị với giá là 900. Ni tay này là ni tay 55 nha quý vị. Cái chiếc này ni tay 55. Ở ngoài đẹp hơn. Cái chiếc này ở ngoài đẹp hơn. Màu lý ngò rất là sang. Ở trên đây cái những cái cành, những cái màu hoa nè. Đó, hoa lam bay là những cái màu hoa ở trên đây, là những cái màu hoa đang được lan tỏa ra nhau. Cái màu rất là sang nha quý vị, màu lý ngò rất là sang. Kế tiếp là em có một cái vòng chạm, cũng là hỷ tước nha. Em mê con chim hỷ tước lắm, vì con chim hỷ tước là con chim báo tin vui, nên đa phần em cho nét chạm đều là những con chim hỷ tước. Một cái vòng bạch ngọc có đốm lý, ở đây có những cái lý, rồi có những cái huyết ở trên đây đó, rồi có những cái màu sái kim hồng ở trên đây những viền, những cái đốm hoặc những cái đốm huyết. Những cái đốm trên đây là những cái đốm huyết như là một ruồi son quý vị. Đó, mà cái vòng này ni tay 55, 55-86. Cái chiếc này em sẽ để cho quý vị với giá là 800. Cái này là ni tay là 55-86. À, nãy giờ quên đọc hai cái mã số cuối, là cái này mã số là 769-855 nha quý vị. Đó. Thank you.
Ở đây em có một cái vòng này, ở trên đây là phượng hoàng và mẫu đơn, một con chim phượng hoàng. Đây, một con chim phượng hoàng ở đây nha quý vị. Đó. Đây, con chim phượng hoàng ở đây. Một con chim phượng hoàng và hoa mẫu đơn. Ô đâu em lộn rồi, sorry quý vị, kinh với cái này. Nè, đúng rồi, con chim phượng hoàng và hoa mẫu đơn. Cái này á là trong nha quý vị. Phượng hoàng. Nhưng mà cái bảng này là một cái bảng oval, có nghĩa là ni tay hiện tại là 55, nhưng mà cái bảng này oval nên năm ra quý vị á, ni tay 53 thì đeo mới vừa nha. Đó, ni tay 53 quý vị đeo mới vừa. Mà quý vị đeo những cái bảng oval như thế này là quý vị đeo được sát cho cái tay của mình á, đeo không có bị quá rụt rịch, nó đem nằm chọn vô trong cái bàn tay của mình. Đó. Cái này em sẽ mang cho quý vị với giá là 1.300 đồng. Chạm hoa mẫu đơn nè, rồi chạm phượng hoàng nha quý vị. Đẹp lắm, vòng này đẹp lắm. Dày dặn, cái bảng này bề ngang rất là dày dặn luôn á. Rồi, cái mã số của cái vòng này là 866955. 865955. Kế tiếp là em có những cái vòng chạm này là màu tím tử la lan. Những cái màu tím tử la lan là một màu tím rất là đẹp. Đá cẩm thạch là đá cẩm thạch A nha quý vị. Cái chiếc này ở trên đây là chạm những cái là sơn núi, những cái cây cảnh ở trên cái vòng này rất là đặc biệt. Một cái vòng cây cảnh, chạm cây cảnh và sơn núi ở trên đây nha. Màu là màu tím tử la lan. Cái chiếc này ni tay là ni tay 5483. Mã số là 734534. Màu tím nha quý vị, ánh tím rất là đẹp luôn. Ở trên đây là chạm đó, chạm nhà sơ, làm nhà, chạm núi, chạm hoa, chạm cây. Cái chiếc này sẽ đem đến cho quý vị với giá là 750 đồng. Xeo nha quý vị, đá A cẩm thạch. Đó, mã số. Ni tay của chiếc này là 5483. Cái chiếc mà sơn núi đó quý vị. Nói chung á là những cái chiếc này á, em có ni tay là ni tay nè 53, 56. Quý vị nào thích chiếc nào thì quý vị nhắn em nha. Em có ni tay 53, 56 và ni tay 54, 54, 53, 56. Cái chiếc 53, 70 á thì á, là 700. Cái chiếc này ni tay 53, 70 nè, tím mà phết xanh tí xíu. Đó, tím mà có phết xanh tí xíu. Chiếc này là 700. 53, 70. Chiếc này là 700. Nói chung mấy cái chiếc này là mình quay ở ngoài mới đẹp nha quý vị, quay ở ngoài mới thực tế.
Rồi, 3 chiếc. Em có 3 chiếc này là 3 chiếc tím tử la lan, đều là chạm sơn núi cảnh hết. Và em có đi tay 54, 56 và 53, 54, 56, 53, 750 đồng một chiếc. Rồi, em có cái chiếc này á, là một cái chiếc tím tử la lan nhưng mà trong hơn nha quý vị, đá trong hơn, tím trong. Cái chiếc này ni tay là 53, 72 nhưng mà nó 53, 72 cũng chạm là sơn núi luôn, cũng trong mướt luôn nha quý vị. Thịt ướt át nè, đó, rời vô rất là ướt át. 750 đồng luôn. 53, 72, 56, 53, 54 và 52 chiếc 53 nha. Đó. Kế tiếp em có một cái vòng, vòng hồ ly nha quý vị. Cái chiếc này đi tay là 54, chạm là chạm con hồ ly ở trên đây. Mà cái vòng này vòng trong của em nha, trong đẹp, chạm là nguyên con hồ ly ở trên đây nè quý vị. Đó, nguyên con hồ ly luôn. Bà hồ ly là rất là hỗ trợ cho những ai mà nếu mà đã có gia đình rồi thì bà sẽ giúp cho gia đình ấm ấm nha. Chứ đó là chính đuôi của bà nè. Đó, chính cái đuôi của bà chạm rất là rõ nét, là bà hồ ly nha. Mà cái này là cái miếng đá trong nha quý vị, đá trong huyết đẹp, đi tay là 54, 54. Cái chiếc này em sẽ để cho quý vị với giá là 1.500 đồng. Cái này trong nha quý vị. Đó, ở đây nè, bà hồ ly rất là trong băng nè. Ngay đây ha, ngay cái phút này quý vị thấy nhìn rõ nha. Quý vị nào mà chưa có tình duyên thì bà rất là hỗ trợ cho quý vị về tình duyên. Nhưng quý vị nào mà có gia đình rồi thì bà hồ ly quý vị cũng đã thấy là bà rất là giữ ấm êm cho gia đình nha. Cái đó là sự tích bà hồ ly có. Và trong phong thủy bà là một người, một vị được tượng trưng cho cái sự mà về êm ấm gia đình, nếu mà quý vị nào mà đã có gia đình rồi. Rồi kế tiếp là em có một cái chiếc này, một cái chiếc màu, một cái chiếc con cá nha quý vị. Cá tượng trưng cho tiền tài, tài lộc nha. Đó, nguyên con cá là rất là đẹp luôn. Màu lý ngò nha quý vị, cái này ni tay 55. Màu lý ngò mà chạm rất là đẹp, xuất sắc nha. Màu lý ngò. Cái chiếc này sẽ đem đến cho quý vị với giá là 900. Chạm cá nè. Đó, một nguyên con cá ở đây. Cá tượng trưng cho tiền tài nha quý vị. Em bán rất là đúng giá vì á, em cứ đối với em á, là ngọc á, là cứ mỗi cái nước chủng màu của ngọc nó có một cái giá khác nhau, chứ không phải là em tùy theo cái chất ngọc mà em bán thay nhau quý vị.
cái này là mã số, quý vị có thể chụp màn hình lại ha. Đó, cái chiếc này là 900. Rồi, em cũng có một cái chiếc y chang như vậy nữa, nhưng mà cái này ni tay là 55. 55 cũng chạm cá luôn mà ni tay 55 nha quý vị. Đó. Cái chiếc này em cũng bán 900. Em đi xuống. Ni tay 55 60, quý vị có thể chụp màn hình lại nha. Cũng chạm cá luôn, cá tượng trưng cho tiền. Quý vị biết không, những cái vòng này á, quý vị thời gian quý vị đeo á, nó sẽ lan cái màu xanh lý ngò này ra nguyên cái vòng, quý vị sẽ thích lắm, quý vị rất là thích luôn á những cái vòng này đó. Nếu quý vị mua, quý vị cứ an tâm là những cái vòng này là vòng cẩm thạch đá A màu lý ngò, quý vị đeo á, bảo đảm bây giờ nó đã, quý vị nhìn nó rất là ướt át rồi, quý vị đeo bảo đảm sẽ lên nước nữa và những cái màu ở trên nó sẽ lan ra. Cứ mồ hôi mình càng tốt thì nó sẽ lan là càng nhanh nha. Em cũng có cũng cái chiếc y chang như vậy luôn, nhưng mà ni tay này là ni tay 55 900 nha quý vị. Cái này là chạm luôn nguyên cả cặp cá luôn nha, ni tay 55 chạm cục cặp cá, ở đây một con và ở đây một con. Mã số em cho quý vị chụp màn hình lại nha, lấy cái mã số. Đó, màu lý ngò rất là đẹp luôn quý vị. Đó, một cặp cá luôn. Kế tiếp là em có một cái vòng này á, là một cái vòng ở trên đây là chạm hỷ tước và hoa nha quý vị, hỷ tước và hoa, nhưng mà trên đây á, những cái đốm vòng một ruồi son có hiện lên rồi nha. Ở trên đây là một con chim hỷ tước nha quý vị, đó rồi những cái đốm huyết ở đây là quý vị thấy là những cái một ruồi son nha. Hoa này là chạm kiểu dạng nổi nên rất là xinh, những cành hoa trên đây chạm nổi và trên đây là một con chim hỷ tước ngay đây nha quý vị. Đó, cái chiếc này ni tay là 59. Cái chiếc này em bán cho vị với giá là 700. Ni tay 59. Đó, chạm một con chim hỷ tước ở đây. Chạm hoa, chạm hỷ tước. À 750, nó lộn 750. 50 tiền rồi. À. 700. 50 đồng, 750 đồng nhớ quý vị. Những cái màu huyết ở trên đây, những cái này là những cái được một ruồi son nha. Cái này là chiếc ni tay 59. Em sẽ cho quý vị chụp màn hình mã số lại. Rồi, hoa chạm là chạm kiểu dạng nổi nha.
con chim hỷ tước xinh lắm các bạn, đây nè đó. Rồi kế tiếp là em có một cái vòng chạm hồ ly. Cái vòng này ni tay 57 nhưng mà cái màu là màu nhưng mà cái vòng này không có băng được như cái vòng hồi nãy, không có được trong như cái vòng hồi nãy. Nếu như hồi nãy cái nước chẳng hạn như là 7 đi thì cái này cỡ chừng là 6 thôi đó, chỉ dưới cái kia một nước. Thì cái chiếc này với giá là 1.400 đồng. Này một con hồ ly ở đây nè quý vị, đó nguyên con hồ ly đó, đây chính cái đuôi, ở trên đây có hoa, ni tay 57 nha quý vị. Màu lam thiên thông đẹp lắm, màu lam thiên không nha quý vị, rất là đẹp, cẩm thạch đá A 100%. Bà hồ ly mà ở đây em nè, quý vị cũng đã thấy lên lục rồi nè. À mà riêng cái màu lam thiên không này em nói sơ, nếu quý vị nào mà chưa biết thì cái màu lam thiên không đa phần là quý vị sẽ thấy có bông tuyết trắng rất là nhiều, vì là quý vị cũng biết mà màu lam càng băng mà bông tuyết trắng càng nhiều thì nó lại càng mắc nha quý vị. Nó cái bông tuyết trắng là cái bông làm cho cái giá trị của cái đá mình nó mắc, mà những cái tuyết trắng nó nhìn ở ngoài như là một cái tuyết trắng vậy, rất là dễ thương luôn đó, chứ không phải là quý vị suy nghĩ là giống như là nhiều quý vị chưa có quen với lại những cái màu lam thiên không như thế này thì quý vị có một cái thắc mắc là tại sao những cái màu này đa phần nó mua phòng cỡ nào cũng có đốm tuyết trắng, là tuyết trắng đó càng có nhiều là càng mắc tiền đó quý vị. Cái vòng 3.000, 4.000, 5.000 đều có tuyết trắng hết, mà càng mắc càng có tuyết trắng càng mắc tiền đó. Cái đá này nó như vậy đó nha quý vị, mà cẩm thạch đá A 100% có giấy giám định nha. Rồi em có một cái vòng này ni tay 57. Cái vòng ni tay 57 có đốm nè, ở trên đây là chạm là hoa mẫu đơn nha quý vị. Đó. Hoa mẫu đơn ni tay 57. Có chạm luôn cả hỷ tước ở trên đây luôn, con chim hỷ tước trên đây luôn nha. Đó, con chim hỷ tước màu huyết ngọc. Đó. Mà cái phần huyết này á, huyết này và cộng thêm cái màu này là cái màu xanh lục ngay đây nha quý vị, không phải màu trắng nha. Đó. Do cái đèn ở trên em nó sáng quá. À, cái chiếc này em sẽ bán cho quý vị với giá là 1.400 đồng, ni tay 57 nha quý vị. Màu huyết rất là đẹp luôn, bản dày lắm quý vị. Cái này bản chột này cũng phải là ít nhất là phải 10-11 á, rất là dày dặn, rất là đẹp. Em có cái chiếc này ni tay 56, ba màu nền bạch thủy sáng. Cái chiếc này á, là có màu huyết nè, màu lam thiên không nè, rồi màu lục nữa quý vị. Cái này là ba màu nền là bạch thủy sáng nha. Cái này là một cái chiếc ni tay 56-91. Ở trên đây là chạm hoa và chim hỷ tước rất là xinh. Mà cái này là ba màu nha quý vị, một cái vòng ba màu bạch thủy sáng. Cái chiếc này á, cái bản mà to nữa là mắc tiền đó nha quý vị. Cái này với giá em sẽ bán cho quý vị với giá là 1.500 đồng, ni tay 56-91 nha.
ba màu nền, cái chiếc này ngoài đẹp lắm. Rồi có một cái chiếc này đi tay 52-86 là một cái chiếc hỷ tước, hoa mai hỷ tước. Cái chiếc này 52-86. Cái chiếc này băng trong đẹp nhớ vị. Băng lắm, cái chiếc này băng đẹp luôn á. Đi tay 52 hỷ tước của hoa mai 52-86, cái chiếc này sẽ để chú ý với giá là 1.500 đồng. Đó, con chim hỷ tước. Em có một cái vòng huyết. Màu huyết này là huyết sô-cô-la nha quý vị, đẹp lắm. Cái chiếc huyết này là một cái màu huyết sô-cô-la nhưng mà một bên nè, nó đều là đều mà trong đẹp. Mi tay của chiếc này là 57. Em sẽ để quý vị cái chiếc này với giá là 750 đồng. Mà huyết rêu mà đều là đều đẹp, cái này mà kính nữa là cái giá trị lên đến ngàn hơn đó quý vị. Em có chiếc ni tay 55 và ni tay 57 nha. Cái chung một cặp huyết này em có ni tay 55 và ni tay 57. 55 và 57 một cặp. Rồi em có một cái chiếc này. Đẹp không quý vị? Huyết cam đỏ tươi nha. Cái này ni tay 54-50. Cái chiếc này sẽ để cho quý vị với giá là 2.700 đồng. Này là trong nha quý vị, huyết trong đẹp nha. Đó, 2.700 đồng. Trong đẹp. Huyết cam nha quý vị, đẹp lắm luôn á. Ni tay 54-50. Cái nãy là chiếc huyết nó trong, còn cái này là nó là huyết nhưng mà nó đục. Cái này là một cái vòng đỏ, huyết đỏ nha quý vị. Cái này đi tay 63 nè. Em có này đi tay 63 và em có một chiếc nữa là đi tay 58. Một chiếc 63, một chiếc 58. Cái chiếc này sẽ để cho quý vị một chiếc với giá là
800. Em có hai chiếc da 63 và một chiếc là 58 600. 800 800, đúng rồi anh, chiếc đúng rồi, 800. Sáu mươi ba và đi tay 58 đó. Em có hai chiếc, cái này là huyết nhưng mà huyết đục nha, nên giá thành nó khác. Nhưng mà quý vị nào mà hợp mệnh hỏa đó, quý vị thích kiếm một cái vòng đỏ thì là cẩm thạch đó, thì hai cái vòng đó rất là hợp lý, hợp túi tiền nha, để mình đeo phong thủy cũng rất là tốt. Em có hai cái vòng một ruồi son ni tay 57 56, 600 một chiếc. Một ruồi son nha quý vị, 600 một chiếc. Ai lấy luôn một cặp thì em bớt chiếc cặp này, nhưng mà 600 một chiếc nha, nếu mua lẻ 600 một chiếc. Một ruồi son nè, đó. Em mua một cái dạng vòng này quý vị đeo rất là xinh. Ở đây em sẽ làm cho quý vị một cái cọng dây để quý vị chắn ngang ở đây nha, đeo kiểu rất là xinh luôn. Hỷ tước và hoa mai, chim hỷ tước và hoa mai. Một cái vòng này là tím tử la lan, mà cái vòng này đeo theo kiểu modern nha quý vị. Em sẽ kết cho quý vị một cái dây ở đây quý vị đeo nè. Đó, quý vị nào mà không thích thích chỉ đeo giống như là cái vòng để vô như vậy á, không, vì nhiều quý vị có cái bàn tay to á, mà cái cổ tay quý vị thì lại nhỏ. Cái chiếc này em để cho quý vị với giá là 450 đồng. Đó, em sẽ làm cái cọng dây đây em test lại cho quý vị. Cái này đeo kiểu modern nha, mà cũng rất là xinh đó quý vị. Cái này em làm cho những quý vị nào mà có một cái bàn tay ở ngoài mà to quá, nhưng mà muốn đeo mà đeo sát tay á, đó thì em mới thiết kế ra cái kiểu này, nhưng mà đeo lên rất là sang, rất là đẹp. Em có cái vòng này là một cái vòng hoa và chim hỷ tước. Hay là em có cặp, có cá, có sen, cá sen, cặp cá và sen nha, chạm cá và sen. Cái này á, là một cái đá huyết, huyết vàng có, huyết đỏ có, ni tay là ni tay 58. Cặp cá và sen giống vì cá tượng trưng cho tiền tài. Và những cái đốm này là những cái đốm đỏ huyết nha, và những cái đốm huyết vàng ở đây. Cái đá này á, nếu mà nó không có bị cái đốm ruồi, giống như cái những cái ruồi đen ngay đây nè, đó tí xíu, thì cái giá trị này rất là cao. Nói chung cái ngọc của này cũng rất là ướt át, rất là trong. Cái chiếc này sẽ để cho quý vị với giá là 900. Mà đẹp lắm nha quý vị. Đó, quý vị nhìn nào, cái ngọc rất là ướt át, rất là trong nha. Em nói cái ngọc này trong là trong. Quý vị đụng vô quý vị sẽ thấy, cảm thấy được feel được cái ngọc này rất là trong mịn. Nè, cặp cá, sen, rồi cá, chạm cá và sen. Và chạm rất là rõ. Đó. Thank you.
Rồi kế tiếp em có một cái Phượng Hoàng Long Phụng nha quý vị, một cái chiếc Long Phụng đi tay 54-91, 54-91. Cái chiếc này là một cái chiếc tím tử la lan và cộng màu xanh đậu nha, tím tử la lan mà màu xanh đậu. Mà cái chiếc này là cái thứ nhất là ngọc rất là mướt, rất là đẹp luôn. Em nghĩ anh hạ sáng xuống tí xíu, hạ sáng thử. Đó, đây là nguyên cái đuôi đuôi phượng nè quý vị, đó đuôi phượng hoàng nè, đó nguyên con chim phượng hoàng nè, và cái đá màu tím nè, đó quý vị thấy tím rõ rệt không đó. Rồi ở giữa là cái trái châu, đó trái châu, ở đây là cái trái châu nha. Đó, ở giữa là một cái trái châu nè quý vị, ở bên đây là con rồng nè, đó đầu rồng nè, đó và bên đây là một con phượng hoàng đẹp lắm. Cái miếng ngọc này rất là đẹp nha, trong đẹp mịn nha quý vị. Cái chiếc này ni tay là 54-91 mà trong đẹp mịn, chạm khắc rất là đỏ tím và màu xanh đậu nha, nhưng mà đá trong đẹp. Cái chiếc này sẽ là 1.100 đồng. Đó. Cái chiếc này là một cái chiếc màu tím vớt nhẹ, chạm rồng, rồng và phượng hoàng luôn quý vị, rồng và phượng hoàng luôn, có đốm huyết nè đó. Nhưng mà cái này nó không có trong bằng cái nãy, cái này một cái đội đá thường thôi chứ không có trong. Cái chiếc này anh sẽ để cho quý vị với giá là 600. Ni tay là 55.85. 55.85. Chạm phượng hoàng nè quý vị thấy không? Phượng hoàng. Đó. Rồi rồng ở trên đây nữa. Rồng và phượng hoàng nha. Anh quay xuống xuống dưới đây đi. Rồi, zoom vô tí xíu. Ok. Em nghĩ quay vậy là ok hơn nè. Đó. Rồi đầu tiên nha, em có cái chiếc này. Rồi, em có cái chiếc này nha quý vị. Anh cứ đi đi, em xoay cho. Cứ để vậy đi. Rồi, vậy đi. Rồi, em có cái chiếc này nè quý vị. Cái chiếc này á, là chạm hỷ tước và hoa. Nhưng mà cái màu xanh nè quý vị, màu xanh rất là đẹp luôn. Rồi, cứ để yên đi em. Đó, màu lên xanh huyết nè. Đó, một cái vòng xanh huyết đẹp lắm. Chạm hỷ tước, một con cặp chiên khỉ tước và hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn nè, hoa lục nè ha. Rồi xanh là xanh lý két, hoa là hoa lục có nè, xanh lý két nha. Rồi có đẫm huyết nữa quý vị. Cái này là ba màu nền luôn đó. Trên đây nè, đây có huyết nữa nè. Đó. Cái chiếc này ni tay á, là ni tay 56-99. 56-99.
Màu đẹp lắm, màu xanh lý đẹp. Xanh đẹp ơi là đẹp luôn. Cái chiếc này em sẽ để cho về với giá là 1.500 đồng. Đó. Chạm con chim này. Đẹp lắm quý vị. Đây cũng có cặp chim ở đây nữa nè. Đó. Con chim rất là xinh luôn. À, cành hoa. Chim. Rồi, cái chiếc này là một cái chiếc băng nha quý vị. Chiếc băng đẹp lắm nè. Đó. Chiếc băng. Chiếc băng đẹp ơi là đẹp luôn. Cái này cũng chạm là thị tước hoa mẫu đơn nha quý vị. Đó. Mà băng đẹp nè. Đó. Cái này đi tay là đi tay 56, 64. Cái chiếc này băng đẹp nha quý vị. Cái chiếc này sẽ để cho quý vị với giá là 1.700 đồng. Cái này băng, chiếc này băng. Nếu quý vị nào thích trong á, thì quý vị cân nhắc cái chiếc này nha. Em show cho quý vị như vậy là quý vị biết cái vòng này nó trong nha. Có một cái vòng này là một cái vòng cũng là cá, cặp cá và hoa sen. Ni tay là 55 44. Cá và hoa sen. Đó. 900. Cái này là cái màu hoa lam thiên không đẹp lắm nha quý vị, màu lý ngò đó đẹp lắm. Đó, cặp cá màu lý ngò. Kế tiếp em có một cái vòng mã số là 168314, nghi tay 56. Cái chiếc này là 1.000 đồng nha quý vị, băng thôi đó. Chiếc này là băng, nếp băng nha. Đó.
Băng cái khúc này là băng này. Cái tiếp có một cái chiếc vòng oval. Cái này đi tay là 52 đeo vừa nha quý vị, 52 đeo vừa, mã số là 396 đuôi. Cái chiếc này là 2000. Cái chiếc này là băng trong nha quý vị, băng trong. Quý vị thấy cái nước ướt át không? Nó rất là ướt át luôn. Cái này là bản oval đeo rất là ôm tay đẹp nha quý vị. Đó, nước ướt át rất là đẹp luôn á. Đó, khi mà nó trong quý vị nhìn nè, đó, nó có sự như là bọng nước ở trong cái đá đó, rất là đẹp. Rồi em có đi tay 54 49, cái chiếc này là 1200 đồng, nếp băng nha quý vị. Nếp băng, quý vị nào thích vừa màu lam lý ngò và màu huyết á, thì ở đây đó, cẩm thạch đá A nha, 100% cẩm thạch nha quý vị, đều có giấy giám định cẩm thạch đá A hết. Quý vị thấy sự khác biệt giữa cái chiếc 2000 và cái chiếc 1000 mấy không? Đó, bây giờ em sẽ show cho quý vị một cái chiếc mấy trăm nữa nha, để quý vị có cái sự khác biệt so sánh. Cái chiếc này là 800. Cái chiếc này là 800 nè quý vị, còn cái chiếc này là cái chiếc 1002. Anh để từ 800 cho tới 2000 đem cho quý vị coi ba chiếc nó khác nhau. Em cho quý vị xem nha. Đầu tiên á là cái chiếc 800 đây, cái chiếc này là chiếc 800. Quý vị chỉ cần nói giá em là em sẽ chọn cho quý vị cái ni tay nha. Em đưa ra cho quý vị 4 option là 4 cái loại chủng của Lam Thiên Không, thì quý vị chọn nha. Là đầu tiên là cái này 800, nếp đục ha, nói chung là nó chỉ được cái màu nền là chính. Đó, màu nền là chính nha quý vị, 800. Rồi kế tiếp là cái chiếc 1002. Cái chiếc 1002 này quý vị sẽ thấy nó không, nó đều màu hơn và nó trong hơn một tí xíu. Cái thứ nhất là cái này quý vị còn thấy cái đốm trắng nè, cái chiếc 800 này quý vị còn thấy nè. Nói chung là nó chưa có xanh đều quý vị, nó còn những cái chỗ nó chưa có xanh đều. Còn cái chiếc này nó xanh đều hơn, nó vẫn là nếp nhưng mà nó xanh đều hơn. Nó qua nếp băng, nó nếp băng, có nghĩa là nó có cái băng ở trong đây nhưng mà cái băng của nó nhẹ thôi, nó chưa có đủ mạnh. Nó cái này là 1200 đồng nha quý vị, 1200 đồng cơ chứ cái chiếc này. Rồi kế tiếp, cái này á, là băng khởi quan, là một cái chiếc nào quý vị thấy rồi, bắt đầu nó trong nè, đó độ trong lên là có nè. Cái chiếc này là cái chiếc 2000 nha, đó bắt đầu nó khởi quan lên nè. Nó khởi quan đây là sao, là những cái nào nó trong đến nỗi mà quý vị thấy nó như là nước bọng ở trong cái miếng ngọc á đó. Quý vị sẽ thấy thực tế nó khác nhau. Cái chiếc này quý vị thấy như nước ở bên trong ha. Đó. Cái chiếc này quý vị thấy nó như là, nó như nó không có cái sự trong. Nó khác nhau. Rồi. Em cho quý vị xem một cái chiếc nữa. Cái chiếc này là chiếc 2004. Đó. Chiếc 2004 là quý vị thấy rõ ràng là nó trong luôn nha quý vị. Trong từ A đến Z luôn nha. Trong mà đều màu mà nó trong. Cái chiếc này là cái chiếc 2004. 800 tới 2004. 800 tới 2004. Trong mà trong đều luôn nha. Trong mà không một cái tì vết luôn nha quý vị. Tất nhiên là những cái vòng này quý vị, cho dù nó có như thế nào đi nữa, nó có trong băng. Cái này là chất kính luôn rồi đó quý vị. Cái chất này là chất kính luôn rồi đó.
nói chung là nó trong nè, quý vị nhìn ở ngoài quý vị sẽ thấy nó rõ rệt, nhưng mà những cái vòng này, những cái màu lam thiên không này quý vị, mình không có tránh được cái bông tuyết của nó nha. Cái đó là cái bông tuyết, là những cái này nè, đó, những cái bông tuyết này không thể nào tránh được. Nên á quý vị, những cái vòng này quý vị nhắn cho em, em có tất cả các ni, tất cả các chủng băng ngọc. Em có cái chiếc này ni tay 54, mà cái chiếc này chỉ là nếp thôi nha, nói chung là nếp, nhưng mà cái này á là nó bình thường thôi. Cái chiếc này là 600 đó, quý vị thấy rõ ràng không, nếp 54, mà cái này oval nên quý vị thà 52 đeo mới vừa nha. Cái chiếc này 52 đeo mới vừa, 52, tại vì bản oval quý vị phải trừ đi 2. Cái này đeo ôm tay nha. Đó, cái chiếc này là 600. Có chiếc này duy nhất 600 rồi quý vị. Còn nhiêu là 600, 800 ngàn mấy. Nhiều lắm quý vị. Mấy cái chiếc này có rất là nhiều. Cái này mới đem ra một phần thôi cho quý vị xem. Đây là đá ây cẩm thạch thiên nhiên 100% nha. Đó, quý vị có thấy đó, cho dù có trong băng cỡ nào cũng có tuyết nha. Bông tuyết là rất bình thường. Và đá này mà càng có nhiều bông tuyết, mà càng băng mà nhiều có bông tuyết nữa là mất tiền nha quý vị. À, em có một cái vòng chạm này nha, băng đẹp ơi là đẹp luôn. Cái chiếc này gọi là băng đẹp luôn, mà chạm là chạm phượng hoàng nè. Đó, chạm phượng hoàng. Cái chiếc này tiếc là ni tay to, chứ ni tay nhỏ là năm này, chiếc này ni tay 58 á, mà băng đẹp lắm quý vị. Chiếc này là 2.200 đồng, là chạm phượng hoàng nè. 2.100 nha, 2.100 chạm phượng hoàng. Đó, đuôi mà băng đẹp. Đó, như tay 58 nha quý vị. Chạm nguyên con phượng hoàng rất là đẹp luôn, quý vị thấy không? Khác biệt ở độ, cái độ trong của đá, cái đá, cái cẩm thạch nó rất là quan trọng quý vị. Một nước, một chỉ cần một cái nước trong nhức lên một tí xíu thôi, giá thành nó có thể nhân đôi, nhân hai, hoặc là có nhức lên cái nó có giá thành nó khác nhau liền. Nên quý vị phải nhìn theo cái trong của đá nha quý vị. Đó, mà cái những cái này là đều là những đá khối A hết. Nên quý vị mua mà trong như thế này, để lên huyết rồi quý vị đeo từ từ nó sẽ lan như cái màu này. Đó, đẹp lắm. Em có cái chiếc này là có chiếc lam lý ngò nha. Cái lý, chiếc này chiếc lý ngò. Cái này bản oval, nhưng là nếu quý vị nào mà ni tay 50, cái này bản oval, cái này hiện tại 53, nhưng quý vị nào ni tay 51 là đeo vừa nha. Đó, cái chiếc này sẽ bán cho quý vị với giá là lý ngò. Chiếc này sẽ bán cho quý vị với giá là 850 đồng. Rồi, bây giờ em qua chuỗi nha quý vị. À, quý vị, em còn bao lâu? Ok quý vị, em bây giờ em quay sơ qua chuỗi nha. Cái đầu tiên á là những cái chuỗi. Rồi, đầu tiên quý vị, cái lắc này quý vị liên lạc với em nha. Anh cứ chỉ xuống. Nó cái lắc này quý vị liên lạc nha. Có gam có tiền. Cái này vừa về hàng luôn, vì bỏ hồng, dạ, đồ Hồng Kông. Rồi, chỉ xuống chuỗi. Chuỗi em có đầu tiên nha, em có
Đây là lục tự nha quý vị, ở giữa là một cái vàng 24, một con tỳ hưu vàng 24 lục tự. Đó, cái chiếc này 350 đồng. Vàng 24 ở giữa là một con tỳ hưu vàng 24. Đó, lục tự. Rồi. Thạch anh tím có giấy giám định đàng hoàng, thạch anh dây cổ nha quý vị. Cái chiếc này với giá là 200. Có giấy giám định đàng hoàng là thạch anh tím, mà cái loại này loại trong nha. Nó càng trong, ở giữa là một cái hộp lớn, chứ cứ càng về dưới là càng lớn, ở trên là càng nhỏ. Cái này dạng đuôi chuột ha. Rồi, rồi một cái dây huyết 400. Cái này huyết, cái này quý vị nào mà có này có giấy giám định luôn nha quý vị. Cái này quý vị nào mà có những cái mặt huyết mà trong đẹp đó quý vị cân nhắc nha. Rồi cái này em có đặc biệt nè, là một cái phủ phách, ở trên đó là chạm như chú những cái chữ án mani mắt nghi hồng nha quý vị. Cái chiếc này là 400. Đó, chạm những cái bài kinh của Phật á. Đó, ở trên những cái viên hộ phách này, và hộ phách này có giấy giám định là hộ phách thiệt, hộ phách của nghe. Rồi chuỗi huyết này em là 400. Đó. Rồi cái này em có một cái chuỗi chạm hoa vân hồi nhưng mà size của nam. Cái chiếc này là 400. Cái này chất đá bình thường thôi nha quý vị. Cái này màu xanh. Có giấy giám định đàng hoàng. Em có cái dây huyết này size to nha. Cái chiếc này á, là có giấy giám định đàng hoàng, huyết đá A luôn. Đó. Và đây là mắt, những cái mắt huyết nha, thiên nhiên luôn nha quý vị. Cái chuỗi này, hộp này cũng phải là 14-15 ly á. Cái chiếc này em sẽ để cho quý vị với giá là 700. Rồi, em có một cái dây, một cái dây natural barrels. Đó, một cái dây đá natural barrel, cái màu pastel, trời đẹp lắm quý vị. Đủ màu ở trên đây mà cái màu rất là nhẹ, nhưng mà cái này loại trong đẹp nha. Cái này mà cái loại mà bình thường đục á rẻ lắm, còn cái này là loại trong đẹp nhưng mà cái size to. Natural barrel xuân, nó có cái giám định đàng hoàng. Đó. Cái chiếc này em sẽ để cho quý vị, nếu quý vị nào mà biết nha. Cái chiếc này 500. Nhưng mà cái màu ở trên đây nè quý vị, rất là dễ thương luôn, cái màu nhẹ nhẹ. Đó. Nhưng mà ở ngoài đẹp lắm, mà cái này là trong clean sạch sẽ 100%. Những cái này là trong clean sạch sẽ 100% nha quý vị. Size là size lớn, hộp lớn nha, 12 hơn á. À, em còn một cái chuỗi này. Mà như cái này, cái này như em bán rồi. Như em bán rồi. Aquamarine ni tai 14 nha quý vị. Cái này ni tai 14. Cái chiếc này là gần tới ánh mắt mèo. Cái chiếc này sẽ là 650 đồng. Gần ánh mắt mèo nha. Hộp vẫn to nhưng mà gần ánh mắt mèo, nên ánh mắt mèo lên nữa là mắt nha. Đó. Anh viết đi. $650. Rồi cái này em có một cái viên lam thủy. Cái chiếc này là 450 đồng. Ối lộn, 500, size 12 ly. Lam bông tuyết nha. Đó, cái bông ở trên đây nè. Hơn 12 ly luôn á, 13 ly á, có giấy giám định đàng hoàng nha quý vị. Đó. Rồi cái chiếc này 500. Em có một cái chiếc dây hoa sen, chạm hoa sen nha. Đó, lam ngò. Cái chiếc này chạm hoa sen ở trên đó luôn. Và cái này em sẽ bán cho quý vị với giá là 500. Tính ra những cái hoa sen này vẫn còn rẻ nha quý vị. Đó. Tính ra một viên hoa sen gì vẫn còn rẻ. Em về thêm đậu nè quý vị. Đó, dây chuỗi đậu, hạt đậu nha. Quý vị nào mà có con chuẩn bị đi
Đó, hạt đậu 450 đồng. Một cái chuỗi huyết chạm hoa văn hồi nha quý vị. Cái này sẽ bán cho quý vị với giá là 600. Chạm hoa văn hồi có giấy giám định đàng hoàng. Ngọc cẩm thạch đá A thiên nhiên 100% nha. Rồi, em có một cái chiếc này cẩm thạch huyết. Loại đẹp tươi nha. Cái này chuỗi mắc tiền đó nha quý vị. Nó không sớ không rạn luôn. Cái này là 1.200 đồng. Rồi em có cái dây này xinh nha quý vị. Ở trên là vàng 24, tỳ hưu vàng 24, 150. Mà con tỳ hưu không là 150 rồi đó. Cái dây coi như em tặng không nha. Đó, vàng 24, 150. Rồi một cái đá thạch anh đủ màu. Đó, tóc đủ màu. Các loại thạch anh, các loại đẹp nhất của loại thạch anh luôn. Đó, hổ phách, thạch anh. Đó, cái dây này em sẽ bán cho quý vị với giá là 700. Lamina nè, thạch anh tóc nè, rồi u linh nè, nói chung là tất cả các loại đá top luôn nha. Cái này mà hổ phách mà cái viên này mật lạp nha quý vị. Quý vị cứ chia ra 700, quý vị chia từng viên đi, 100 không có bao nhiêu tiền, mà cái này là loại top nha, loại tóc kính luôn đó nha quý vị. Đó. Cái đó em bữa em bán một chuỗi, còn một chuỗi 700. Rồi, em có cái dây thạch anh, thạch anh tím nè. Cái này anh nam nào mà thích to này, to nha, này hai mấy ly luôn á. Cái này mà em lúc đó em sưu tầm được cái hộp này á, là cái hộp to trong đẹp luôn nha quý vị. Cái anh nào thích cái dây này liên lạc em đi tại cái đó. Và kế tiếp, à em có một cái vòng này. Cái vòng này ni tay 54, xanh lý táo, chạm hỷ tước và hoa mẫu đơn nha quý vị. Cái chiếc này sẽ bán cho quý vị với giá là 900. Đó. 900. Rồi quý vị trầm hương nha. Bây giờ trầm hương á, bây giờ có hai option cho quý vị. Cái này á là hai ống gỗ. Hai ống gỗ trầm hương. Hai ống, nói chung là sẽ nhiều. Ở trong đây là trầm hương nha quý vị, trầm hương thiên nhiên 100%. Cứ một bộ như thế này sẽ là 190 đồng, gồm có hai ống nhang và một ống để quý vị bỏ nhang vô để quý vị đốt. Đó là 190 đồng. Nếu như quý vị lấy như thế này, hai ống như thế này và với lại một như thế này, một bộ như thế này sẽ là 170 đồng. 170 đồng, nếu quý vị lấy như thế này là 170 đồng nha. Rồi, quý vị cứ nhớ lại, em nói lại nha. Cứ một bộ như thế này là 190 đồng. Này là trầm hương thiên nhiên 100%, không quá chất, không tẩm mùi. Rồi, dây trầm hương 108 hạt, 199 đồng. Càng đeo càng thơm. Nếu quý vị nào mà đeo cái dây trầm hương này mà không thơm, quý vị đem lại em đền cho quý vị. Đèn đeo càng thơm, càng đeo càng thơm, quý vị cứ nhớ điều đó. Cái đá hạt là 6 ly, còn cái hạt này là 8 ly là 240 đồng. Đó, 240 đồng, cứ càng đeo càng thơm nha quý vị. Có dầu trên tay của mình lên là càng đeo càng thơm. Cái dây này em bán cho quý vị, cái này là chạm hoa văn hồi, em bán cho quý vị với giá là 450 đồng. Đó. Trầm hương. Rồi. Quý vị có nghe trầm kỳ không quý vị? Đó, gần chìm nha quý vị. Cái chiếc này sẽ bán cho quý vị. Cái này mùi hương thơm, rất là thơm luôn quý vị nè. Cái này gần chìm nha. Đó, cái chiếc này sẽ bán cho quý vị trầm hương thiên nhiên 100%. 1.200 đồng. Em bán 1.200 đồng là em bán còn khá là rẻ đó. Rồi, trầm hương. Indo, banh dầu đẹp lắm nha quý vị. Cái chiếc này sẽ là 550 đồng. Cái này có loại 300, loại 350, 550, 600, 700, nói tùy tùy size nha. Cái này quý vị liên lạc.
Rồi, đàn hương. Quý vị nào mà bị nhức đầu á, quý vị cần đàn hương á, thì những cái dây này 450 đồng một dây nha. Đàn hương, gỗ đàn hương. Gỗ đàn hương quý vị vô nước thoải mái hơn là trầm hương. Cái mùi hương để mình thích cho khi mà mình bị nhức đầu á, là đàn hương nha quý vị. Đàn hương giúp cho mình trị nhức đầu rất là hay. Và cái đó là quý vị nào mà cần chuỗi, rồi quý vị cần những cái tỳ hưu, thì em cho quý vị xem đây là những cái tỳ hưu vàng 24, rồi nhiều 12 con giáp, rồi trái banh. Rồi mà em có những cái mẫu mã là đặc biệt lắm nè quý vị. Đó, tỳ hưu nhưng mà ở giữa là xoay được nha. Đó, những cái banh xoay vậy nè. Quý vị cái này cứ có gram là có, quý vị cứ tính gram nha. Đó, nhiều lắm, cái này em có nhiều lắm nè, quý vị liên hệ với em. Bởi vì nhớ nha, là những cái dây trầm hương em có rất là nhiều. Và trầm hương á, là em có một cái dây trầm hương VIP luôn nha quý vị, dạng VIP luôn, mà em sẽ nói về trầm hương sau cho quý vị. Vì bây giờ cũng hết thời gian rồi, thì em cũng cảm ơn quý vị đã xem cái livestream hôm nay. Quý vị nhớ nha, cứ mua trên 500 thì quý vị sẽ được tặng một cái dây ngọc trai. Và nếu quý vị nào mà mua trên 1.000 mà quý vị giao lì hoặc là trả check cho em, thì em sẽ free ship cho quý vị luôn. Cứ quý vị cứ mua càng nhiều mà quý vị sẽ càng ủng hộ em càng nhiều, thì em sẽ trả vào đó cho quý vị những cái sự món quà và những cái ưu đãi đặc biệt hơn. Và đặc biệt là nếu quý vị nào mà cứ thích những cái món nào, quý vị nhớ là chụp màn hình lại và gửi về số phone là 714 548 1988. Em cảm ơn quý vị.